Ngày 4 tháng 4, Quốc hội Peru đã bác bỏ đề xuất từ một số nhà lập pháp về việc luận tội Tổng thống Dina Boluarte. Bà đang đối mặt cáo buộc về trách nhiệm liên quan đến một số người thiệt mạng trong làn sóng biểu tình chống chính phủ hồi tháng 12 năm ngoái. Theo kết quả bỏ phiếu, 37 nghị sĩ, chủ yếu là cánh tả, ủng hộ đề xuất luận tội Tổng thống Boluarte. Trong khi đó, cần ít nhất 87 trong tổng số 130 phiếu để có thể tiến hành các thủ tục luận tội. Văn phòng Công tố Quốc gia Peru đang điều tra Tổng thống Boluarte về việc gây thương tích nghiêm trọng liên quan đến cái chết của những người biểu tình. Cơ quan này cũng đang điều tra bà Boluarte với cáo buộc rửa tiền và tài trợ bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2021. Peru đang trải qua khủng hoảng chính trị xã hội nghiêm trọng kể từ ngày 7 tháng 12 năm 2022, khi tổng thống lúc bấy giờ là ông Pedro Castillo bị quốc hội phế truất và bị bắt giữ, mở đường cho bà Boluarte lên đảm nhận chức tổng thống lâm thời.